Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người kết nối giữa mô hình, giữa logo và VCC. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bài đơn giản nhất để mình có thể kết nối được VCC với lại PLC logo của Siemens. Logo thì nó là một cái dòng PLC cỡ nhỏ. Nói chính xác ra ấy, là logo thì nó là module logic hơn. Nói chung là nó cũng giống hệt như PLC, ví dụ như dòng S7200 hoặc là dòng S7100, chẳng qua cái tính năng của nó bị nó hạn chế hơn thôi. Thì con logo này các bạn cũng có thể sử dụng được giống như 1200 hoặc là S7200 để mình làm SCADA, ví dụ các cái trạm xử lý nước chẳng hạn. Mình muốn giám sát các cái thông số ấy, mình có thể chuyển qua logo, xong logo sẽ chuyển lên máy tính như bình thường. Thì trong TIA thì nó không tích hợp logo sẵn, nhưng nó có hỗ trợ cái connection với logo. Đầu tiên mình sẽ mở phần mềm của logo. Logo shop này. Ở đây mình có một con logo 8. Logo 8 từ bắt đầu từ logo 7 thì đã hỗ trợ Ethernet rồi. Đây mình có một cái mới tinh này. Và ở đây VCC mình sẽ sử dụng trên nền của TIA V14. Đầu tiên mình sẽ viết chương trình cho logo trước. Mình sẽ viết một cái chương trình đơn giản thôi. Cái chính ở đây ấy là cái video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần kết nối làm sao cho mình có thể liên kết tác được giữa thằng logo và thằng máy tính. Đây thì mình sẽ viết cái đơn giản thôi. Mình sẽ dùng một cái hòa hoặc là bù nhớ V, và mình sẽ sử dụng một thằng quy. Chương trình này, cái ý nghĩa chương trình này của mình ấy là nhấn một trong hai thằng. Ví dụ mình sẽ tạo hai cái nút nhấn ở trên màn hình, một nút nhấn sẽ gắn với vùng nhớ và một nút nhấn thì sẽ gắn với vùng nhớ V. Để các bạn thấy được là sẽ liên kết được với các vùng nhớ nào. Vùng nhớ Y thì nó vẫn liên kết được, nhưng mà nó chỉ liên kết để giám sát thôi, không điều khiển được, cho nên là ở đây mình sẽ không mô phỏng. Khi nhấn M hoặc nhấn V ấy, thì Q1 sẽ có điện. Ok, bây giờ mình sẽ đổ chương trình xuống logo. Các bạn nhớ địa chỉ của logo. Ở đây mình đang để là 192.168.0.1. Test, ok. Ở đây phần thiết lập cái connection thì mình sẽ giới thiệu sau. Lát nữa thì mình viết xong VCC mình sẽ giới thiệu luôn. Ở đây VCC mình sẽ tạo một cái folder. Rồi.
Ở đây mình sẽ để bản V14 cho các bạn. Chris. Chris. Mình nghĩ là cái này thì còn khá là mới mẻ đối với rất nhiều người. VCC với F7 1200 hoặc là 200 chẳng hạn thì nó lại quá là thông dụng rồi. Mình đang nói đến các đời cơ bản nhé. Nói đến dòng các đời 300 hay 400 thì lại đời cao rồi. Phần device network mình sẽ add new device. Trong phần PC system này, ở đây có ba mục: mục controller, HDMI, PC system này. Mình chỉ dùng PC thôi, mình sẽ sử dụng Symantec HDMI application này. Mình sẽ chọn WinCC Runtime Event. Các bạn nhớ là ở đây có ba cái ứng dụng: WinCC Client và WinCC Runtime Professional. Thì thằng Professional này không hỗ trợ cái connection với logo, cho nên là mình chỉ dùng được Advanced thôi. Mình vẫn cấu hình như bản Pro. Đây là cấu hình cạc mạng cho nó này. Cái IE General này là cái Industry Ethernet General, tức là mạng Ethernet công nghiệp. Nó sẽ cấu hình cho mình một cái mạng ảo thông qua cái cạc LAN của mình. Còn khi các bạn dùng với máy tính Siemens hoặc là máy tính cây và các bạn gắn các cái cạc Ethernet như này, mã như này, thì các bạn phải cấu hình nó là bằng cái cạc này. Đoạn này mình không nói nhiều, mình sang đến phần screen, à phần runtime nữa. Phần setting runtime này thì mình để mình cấu hình cái màn hình mình thôi. Mình sẽ chọn nó nho nhỏ đấy, bởi vì ở đây mình đang viết là test thôi. Mình sẽ để cái giao diện nó nhỏ so với cái màn hình này, để tí nữa mình có một góc để mình đặt cái video lên, đặt cái webcam lên, webcam để cho các bạn xem. Full screen mode bỏ đi. Add new screen. Đây là cái phần giao diện của mình. Đấy. Mình sẽ lấy một cái hình tròn này để thay cho cái đèn. Một cái nút nhấn này. Sau khi mình kéo đối tượng xong ấy, cái bước tiếp theo mình sẽ đến mình đặt cái địa chỉ cho cái kết nối. À, mình quên mất đấy là mình sẽ đây phần này, mình sẽ kích vào connection này, add new connection one. Phần communication driver đấy mình kích vào và mình chọn kéo lên, nó sẽ có logo này. Rồi các bạn nhớ là cái địa chỉ HDMI đây đang là chấm 0.2, địa chỉ PLC là chấm 0.1. Đấy, nó cùng lớp nhá. Rồi sang phần tag này mình sẽ add on một kiểu dữ liệu là kiểu boolean connection one,
Tiếp đến cái phần address ấy thì mình sẽ lấy là vùng nhớ m0.0 thì mình tại sao lại không lấy là m0 mà lại lấy là m0.0 địa chỉ absolute access này nó là địa chỉ tuyệt đối thì ở trong logo nó quy định là m bắt đầu từ m1 đi chẳng hạn đúng là m1 bắt đầu từ m1 đến 7 8 9 10 đấy. M1 thì trong PLC trong WinCC trong WinCC mình sẽ phải lấy là m0.0 m2 sẽ là m0.1 tương tự như là ví dụ cái địa chỉ này là trên logo mình viết là y0.0 y0 trên logo mình viết là y1 thì ở trong này địa chỉ này y1 đấy sẽ là y0.0 y2 sẽ là y0.1 y3 sẽ là y0.2 đấy, tương tự thằng quy cũng thế mình sẽ có một cái đèn thì sẽ là q0.0 tương ứng trên logo mình sẽ đấu là q1. Các bạn lưu ý là nó chỉ khó cái phần địa chỉ này các bạn phải đặt làm sao cho đúng thôi. À, cái on 2 mình sẽ là mùng v0.0. Ok, ba vùng nhớ. Bây giờ mình sẽ quay về logo 8. Logo 8 mình thiết lập cái connection ở đâu? Phần circuit diagram này mình chuột phải. Ethernet connection. Kích vào đây. Chuột phải nhá. Chuột phải thì mình sẽ add cái server nó vào. Tại sao không phải là client mà là server? Tại vì ở đây mình đang thiết lập cái server nó là VCC và nó là S7 connection. Đấy. Sau đấy mình nhái đúp vào cái connection này. Đấy. Các bạn có thể chọn Accept All Connection Request hoặc là Connect with an Operator Panel, tức là connect kết nối với các cái màn hình hoạt động, các cái màn hình OP hoặc là chấp nhận tất cả những cái yêu cầu kết nối, hoặc là các bạn có thể thiết lập cho nó là chỉ kết nối với cái địa chỉ IP này, ví dụ 192.168 168.0.2 0.2 tức là cái địa chỉ của thằng SMI này, địa chỉ của thằng này, địa chỉ của thằng VCC Advanced này. Đấy. Cái remote property này thì đặt là 02.00 hoặc là không đặt cũng được. Ok. Mình quên mất IP xem này, 192.168.0.1 đây là IP của logo nhá. Subnet thì vẫn để là 255. Ok. Bây giờ mình sẽ đổ xuống logo này. Xem nó lại đã. Desktop. WinCC Advanced. Ok. Bây giờ mình sẽ online logo lên này. Thì các bạn để ý đây đang cái M1 và thằng V0 này nó đều đang bằng 0. À, mình quên mất đấy là trong chương trình này mình chưa viết chương trình này. Mình sẽ gắn cái event cho cái nút nhấn này. Click thì mình sẽ invert bit.
tên là on 1. Sau đấy mình sẽ copy thằng này ra bằng cách là nhấn Ctrl và kích chuột kéo ra, thì nó sẽ được một thằng y hệt on 2 này. Cái đèn này mình sẽ gắn cái animation cho nó, sẽ cho nó ẩn hiện là ok. Bây giờ mình sẽ run nhá. Đấy. Các bạn để ý là nó sẽ sáng này. Khi mình nhấn on này, kích on một lần nữa thì nó sẽ tắt. Cái này nó hơi trễ một tí, hơi trễ một xíu thôi. On 2 này. Off này. Đấy. On 1 này. Đấy. Đèn nó sẽ sáng. Quay về thằng logo 8, mình sẽ một chút về màn hình. On delay. Mình sẽ xài một cái timer. Ở đây có khá nhiều là cái chức năng này. Thôi, hiện tại thì mình sẽ bật cái cam lên để cho các bạn xem cái đầu kia đã. Mình sẽ kết nối với cái camera. Các bạn ý là cái M1 này nó sẽ sáng màu đỏ lên. Bây giờ thì cũng tương đối muộn rồi, cho nên là video hôm sau thì mình sẽ hướng dẫn dài hơn một chút. Maybe less. Đây đang là mô hình của mình. Mô hình mình sẽ bao gồm một con logo này,
Đây là con logo 8 này. Sorry, bị tụt nguồn này. Mình sẽ đấu lại cái dây nguồn một chút các bạn đợi một chút nhé. Xa sót đấu hơi lỏng. Rồi. Giờ mình sẽ quay trở lại này. Đây là cái dây dẫn mình nối ra cái bo này thôi. Cái bo này thì nó sẽ bật tắt cái đèn này, không có gì đâu, mình chỉ cấp nguồn vào đây thôi. Bây giờ mình sẽ kích vào on 1 này. Đấy, các bạn để ý là cái thằng Q1 này nó sẽ sáng này. Đây là thằng Q1 đây. Và cái đèn này nó cũng sáng này. Kích bỏ 1 này. Q1 mất. Ở đây mình có thể chuyển sang mình xem vùng nhớ mờ này. Đấy. Các bạn để ý là thằng M1 này sẽ sáng này. Rất tiếc là ở đây không không có analog cho nên là không có thêm viết thêm được chức năng. Hôm sau thì mình sẽ gắn thêm cái module và mình sẽ viết thêm. Rồi bây giờ cũng tương đối là muộn rồi, mình xin phép là mình sẽ dừng video lại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào các cái video lần sau. Cái file project mẫu này thì mình sẽ up lên, link đính kèm sẽ nằm ở bên dưới video. Bạn nào thấy hay thì có thể share và có thể tải về để tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau. Mình sẽ nén nó vào. Up lên driver và bạn nào muốn tham khảo thì có thể tải về dùng.
Mình đã tạt xong. Link này mình sẽ up ở dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.